Trước hết, quý Thầy xin được chúc mừng cho họ nhà trai có thêm một thành viên mới. Cũng xin chúc mừng cho họ nhà gái có thêm một thành viên mới. Thưa các vị, vào cái thời phong kiến, khi mà con gái lớn lên đi lấy chồng rồi đó, thì kể như họ nhà gái mất đi một thành viên. Đó là chuyện của thời phong kiến, bởi vì xuất giá thì phải tùng phu. Còn thời đại của chúng ta, đó là một thời đại phát triển, thời đại tiến bộ. Thế cho nên có đi xuất giá thì cũng không mất, mà họ nhà gái lại có thêm một thành viên nữa. Vì thế chúng tôi xin chúc mừng cho các vị. Điều thứ hai, quý Thầy rất là hoan hỷ với việc làm của họ nhà trai và họ nhà gái. Các vị đã học, đã hiểu và đã thực hành theo lời của Đức Phật để về chùa tổ chức lễ hằng thuận này. Vào thuở xa xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có những thiện nam tín nữ khi cưới gả cho con thì đều dắt con đến tinh xá Kỳ Viên hoặc là tinh xá Trúc Lâm để cầu xin Đức Phật ban lời chỉ dạy để người con trai về nhà vợ có những bổn phận đối với cha mẹ của vợ và có bổn phận đối với vợ như thế nào. Rồi Đức Phật chỉ dạy cho người con gái về nhà chồng sẽ có những bổn phận gì đối với cha mẹ chồng và bổn phận gì đối với chồng. Thế cho nên cái lễ hoàng thượng này nó có nguồn gốc từ thời Đức Phật còn tại thế và trải qua bao nhiêu thời đại. Nó không được tổ chức một cách long trọng như chúng ta ngày hôm nay, nhưng vẫn có những buổi lễ cầu an, dâng lời kinh cầu nguyện và chúc phúc lành cho tân lang tân nương. Và thời đại của chúng ta là thời đại tiến bộ, Phật giáo cũng hòa theo sự tiến bộ của xã hội mà cải cách, làm cho buổi lễ hoàng thượng này bước lên một thềm cao hơn để nhằm tôn vinh cái giá trị cao đẹp của nó mà vốn dĩ được phát xuất từ ngàn xưa. Nên quý Thầy rất là tán thán công đức các vị đã làm đúng theo chánh pháp. Buổi lễ ngày hôm nay không đơn giản chỉ là lời kinh cầu nguyện, mà nó còn là một bài học để đánh động vào tâm thức của những người có mặt, và nhất là cô dâu chú rể phải luôn ghi nhớ những bổn phận trách nhiệm của mình. Phận làm cha làm mẹ luôn luôn muốn con của mình trưởng thành yên bề gia thất. Đó là tâm lý chung của những đấng sanh thành. Nhưng thưa với các vị, cuộc sống hôn nhân nó có muôn ngàn gian khó. Đó là chúng tôi học và chúng tôi nghe nói, chúng tôi nói lại, chứ cuộc đời chưa có trải qua hôn nhân cho nên cũng chưa biết nó gian khó như thế nào. Thưa rằng cuộc sống hôn nhân người ta nói rằng có muôn ngàn gian khó. Như vậy thì cô dâu và chú rể là người mới bước đầu vào ngưỡng cửa của hôn nhân, chưa từng trải, tức là chưa từng có kinh nghiệm. Tất nhiên sẽ đón nhận rất nhiều những cái khó khăn trở ngại trong đời sống. Vì thế bổn phận làm cha làm mẹ, bổn phận làm ông làm bà, làm cô dì chú bác của các vị lúc bấy giờ hiện hữu và nó được thực hiện một cách tốt nhất, đó chính là các vị phải truyền trao lại kinh nghiệm cho hai cháu để hai cháu vững bước trong đời sống hôn nhân. Trước hết tôi xin thay mặt cho nhà gái, các vị có cho hay không cho thì tôi vẫn thay mặt, xin thay mặt cho nhà gái gửi gắm cháu hồng hạnh cho họ nhà trai. Từ nay họ nhà trai, các vị xin hãy mở lòng ra bao dung đón nhận hồng hạnh, để hồng hạnh trở về và được làm một người con dâu thực hiện hết vai trò bổn phận của mình đối với họ nhà trai, mà nhất là đối với cha mẹ chồng và chồng. Cháu có làm được hay không được thì cũng phụ thuộc một cái vai trò trách nhiệm rất là lớn đối với các vị, chứ không phải nó hư, nó không nên, nó thiếu sót, nó vụng về là do nó. Nó thiếu sót, nó vụng về là một phần lỗi của chúng ta. Chúng ta không bao dung, chúng ta không chỉ dạy, chúng ta không nhắc nhở.
Chúng ta là người đi trước, phải cố gắng truyền thừa cái kinh nghiệm của mình cho người đi sau, để người đi sau biết cái gì nên làm, biết cái gì nên tránh. Đó chính là sự bao dung của người đi trước. Và từ nay mong họ nhà trai hãy đón nhận cháu Hồng Hạnh xem như là một đứa con gái của mình mới trưởng thành, chưa đủ lớn, mọi việc phía trước còn nhờ vào tình thương, sự chỉ bảo của họ nhà trai. Vì vậy, nếu như cháu có vụng về, cháu có thiếu sót, thì mong các vị cũng cảm thông rằng đây là đứa con gái mới lớn, chưa trưởng thành của gia đình chúng ta. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho nhà trai gửi gắm cháu Giang cho họ nhà gái. Từ nay mong các vị hãy dành tình thương chỉ dạy và đón nhận cháu như là một đứa con trai trong gia đình. Đừng xem nó là rể mà hãy xem nó là con trai. Có xem nó là con trai thì mình mới hết lòng để bảo ban, để chỉ dạy nó. Còn mình xem nó là rể, ôi thôi nó là rể thì có gì về bên nhà ba mẹ nó dạy nó. Nó có hư thì mình đi mắng vốn. Thưa không, từ nay cả hai cháu đều gọi các vị là ba là mẹ. Thì tiếng ba mẹ này là tiếng ba mẹ chung, chứ không phải là ba mẹ chồng, ba mẹ vợ nữa. Thế cho nên tôi mong rằng họ nhà gái hãy đón nhận cháu Giang, hướng dẫn chỉ bảo cho cháu những điều còn vụng về thiếu sót, như là một đứa con trai duy nhất trong gia đình của mình. Các vị làm được điều đó, tức là các vị đang truyền cái sức sống, truyền cái năng lượng lành để tiếp bước cho hai cháu trong cuộc đời đầy phong ba bão táp này, và trong cuộc sống hôn nhân đầy khó khăn này. Đó là phần chúng tôi gửi gắm đến họ nhà trai, họ nhà gái. Cụ thể hơn hết đó chính là hai ông bà thông gia ngồi ở đây. Và tôi cũng muốn nói với tất cả các vị, những người cô dì, chú bác hay anh chị, bạn bè, các vị nên nhớ nếu có tác động thì tác động những điều tích cực cho hai cháu, đừng có tác động những điều tiêu cực cho hai cháu. Tôi thấy hôn nhân mà đổ vỡ hạnh phúc đôi khi cũng do những bà tám, những ông tám. Cái chuyện người ta sống như thế nào đó, cứ sầm sì hỏi, ê, mày về nhà ông đó sống thấy có được không? Chứ tao thấy ổng thấy bả khó khăn, hay thế này thế khác. Thôi, nghĩ không được thì thôi, chia tay sớm. Cái đó rất là bậy. Thế cho nên tôi muốn nói với các vị rằng, tác động thì hãy tác động những điều tích cực để khuyên bảo hai cháu. Đó chính là cháu của mình, là bạn của mình, là những người anh, người chị, người em của chính mình. Đó là điều tôi muốn gửi gắm. Thưa con biết vợ là gì không mà con dám lấy vợ hả? Thầy nghe đâu đó người ta nói rằng vợ là bà xã hiệu phu nhân, vợ là tổng hợp bảo mẫu tình nhân mẹ hiền, vợ là kho lẫm cất tiền, đút vào thì dễ, hơi phiền lấy ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà. Cho nên thầy mong rằng chiếc phà của con luôn luôn thông dong trên mặt biển bao la, chứ đừng có để biển cả nổi sóng rồi nhấn con chìm phà. Thưa với hai con thế này, đã có thể ước, đã có duyên cùng với nhau, cho nên kiếp này mới gặp nhau. Rồi do có cái nợ trói buộc nhau từ nhiều kiếp, thế nên bây giờ mới gặp được làm vợ chồng. Cái duyên để ta gặp, nhưng cái nợ để ta đến với nhau. Cuộc sống này tất cả chúng ta có mặt, gặp nhau để rồi thương nhau, ác hẳn đó là duyên nợ từ kiếp trước, chứ không phải chỉ là một kiếp này. Vì thế biết rằng chúng ta trong kiếp quá khứ đã từng yêu thương, đã từng thề ước trăm năm, và rồi trong cuộc lữ tử sinh này bao nhiêu lần thay thân đổi phận, bây giờ gặp lại nhau với thân phận này, hãy nhớ rước nhau về trân trọng nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Ở trong kinh Đức Phật nói, người chồng không phải chỉ tôn trọng vợ, người vợ không phải chỉ tôn trọng chồng, mà người vợ phải kính trọng chồng, và người chồng phải kính trọng vợ. Cái kính là điều đầu tiên, rồi sau đó mới là trung thành, là chung thủy, là chia sẻ với nhau những ngọt bùi, những cay đắng. Thế cho nên ở đây thầy nói với hai bạn rằng có duyên để rồi trải qua những năm tháng chín đợi mười chờ đi đến hôn nhân như thế này, đó là phước lành lớn lắm. Nên trân trọng nhau, thương yêu nhau. Trong
dòng lịch sử đi qua còn lưu lại rất nhiều những cặp tình nhân, họ yêu thương nhau đến hơi thở cuối cùng. Và chuyện đó không phải chuyện nằm trong trang giấy, không phải là chuyện của người xưa hay là chuyện của dòng lịch sử, mà chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy rằng ngày hôm nay cũng có những con người yêu thương nhau say đắm. Thầy nghe nói rằng anh đi rồi thì ở nhà em buồn lắm, anh về rồi thì ôm ấp vui cười. Dù cho hết một kiếp người cũng chưa thỏa những nỗi niềm yêu thương, nên chi hẹn kiếp này kiếp nữa và nhiều kiếp nữa để cùng nhau kết tóc xe tơ. Hãy làm sao đó cho tình yêu lúc ban đầu nó cháy bỏng thì ngày tháng đi qua trở thành vợ chồng nó phải cháy bỏng, nó nồng nàn nhiều hơn, chứ không phải lúc mới gặp nhau tiếng sẽ ái tình đánh cái đùng bắt đầu ta yêu nhau rồi rước nhau về bắt đầu từ từ ngán. Không có ngán nha. Bây giờ còn trẻ còn đẹp, yêu nhau tới khi mình già mình chống gậy mình cũng yêu nhau. Rồi không phải chỉ yêu nhau kiếp này, mình hẹn với nhau kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, biết đâu kiếp trước hai tụi con già rồi cái con nắm tay nhau và nói: ông ơi, nếu có kiếp sau tôi xin được làm vợ của ông nữa. Cái Giang nói lại: ừ bà ơi, bây giờ tôi yếu rồi nhưng tôi yêu bà nhiều lắm, có kiếp sau tôi cũng xin được làm chồng của bà. Thế là bây giờ kiếp này hai đứa con gặp lại bằng cái lời thề ước đó đó nha. Quý thầy thì luôn chúc phúc cho tụi con. Quý thầy không chúc tụi con lúc nào cũng vui, không chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc. Nhưng quý thầy chúc tụi con dù cuộc sống có khó khăn, có thành công hay có thất bại, lúc vinh hay nhục, chỉ mong rằng tụi con luôn cười cùng nhau, khóc cùng nhau, thức dậy cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau nếm trải những vị ngọt, vị đắng của cuộc đời là được. Không còn mong tụi con lúc nào cũng yên bình, hạnh phúc không. Tất nhiên, chút nữa tụi con sẽ có những lời hứa hẹn với nhau, nhưng bây giờ thầy nhắc thế này. Chúng ta yêu nhau, tức là chúng ta đem đến cho nhau hạnh phúc. Và hạnh phúc nó từ đâu có? Hạnh phúc nó bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Thầy có nói điều này rồi, cho nên không muốn nói lại, nhưng thầy có thể nói theo một cái ý là khi ta vui, thì người thương của ta sẽ vui. Khi ta buồn thì người thương của ta sẽ buồn. Thế thì chúng ta cố gắng làm sao tự chế tác cho mình niềm vui để người thương của mình cũng vui. Muốn như vậy, cuộc sống này tụi con nên cảm thông nhau nhiều hơn trong đời sống. Chồng có điều gì đó chưa nói với vợ về những dự án, những dự định của ngày mai. Và rồi vợ thấy rằng, chắc là ông muốn giấu mình, rồi buồn bã, không nói ra. Chồng thấy vợ cái mặt lúc nào cũng buồn, từ sáng đến chiều không tìm được nụ cười. Khi vợ buồn thì chồng cũng chẳng được vui, có nghĩa là nếu như ta, bản thân ta không khéo, ta để nỗi buồn ngữ trị trong lòng, nỗi buồn đang treo trên mặt, thì chồng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và trái ngược lại, vợ cũng vậy. Thế cho nên thầy nói tụi con cần cảm thông nhau. Có điều gì đó mà chưa được soi sáng thì cần ngồi lại nhẹ nhàng chia sẻ với nhau từ cuộc sống cho đến những việc trong gia đình. Thầy đồng ý rằng cuộc sống sau này chuyện sự nghiệp, danh vọng, địa vị và gần hơn là chuyện chén cơm manh áo, nó làm cho con người ta mất rất nhiều thời gian để dành cho nhau những ưu ái. Nhưng thầy mong tụi con khéo léo sắp xếp mọi thứ, đừng quá vì công việc mà để cho người thân, người thương của mình phải héo mòn. Đừng quá vì công việc mà để cho người thân, người thương của mình phải trông ngóng chờ đợi từng bữa cơm. Thông minh hơn thì tụi con hãy từ chối khéo những buổi tiệc không đem lại niềm vui, những buổi tiệc không đem lại lợi ích, để về nhà ăn cơm với vợ, về nhà ăn cơm với chồng, hoặc về chở vợ đi thăm ba mẹ vợ, hoặc về cùng với chồng đi thăm ba mẹ chồng. Đó là tụi con thông minh, tụi con khéo léo. Làm được những điều đó, thầy nghĩ là tụi con sẽ răng lòng đầu bạc với nhau và đi với nhau suốt cuộc hành trình giữa trần thế này.
Hôm nay có mấy lời chia sẻ cùng với gia đình hai họ, cũng như bà con cô bác, mà nhất là cô dâu chú rể. Dầu thầy chỉ cầu mong một điều, tụi con hãy thực hiện trọn vẹn bổn phận của người dâu, của người rể đối với cả hai gia đình. Chúc tụi con những nốt nhạc thân trầm của cuộc đời, tụi con cùng nhau dìu nhau bước đi, cùng nhau nở nụ cười và cùng nhau rơi giọt nước mắt. Thầy công chúc tụi con hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.